Theo Bộ Xây dựng, nguyên nhân đầu tiên khiến giá nhà, đất tăng trong thời gian này chính là do nguồn cung về bất động sản đến thời điểm hiện tại vẫn còn rất hạn chế so với nhu cầu của người dân. Dữ liệu thống kê trong 6 tháng đầu năm 2024 cho thấy, số lượng dự án nhà ở thương mại hoàn thành giảm 10% so với 6 tháng đầu năm trước. Số lượng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở tăng 13,8%. Riêng quý 2 năm 2024, số lượng dự án nhà ở thương mại hoàn thành trong quý giảm 10% so với quý 1 liền kề nhưng tăng gần 29% so với quý 2 năm 2023. Số lượng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở trong quý giảm 5% so với quý 1 liền kề và giảm 20% so với quý 2 năm trước. Cũng theo Bộ Xây dựng, trong thời gian qua, hiện tượng nóng, sốt của thị trường bất động sản có một phần tác động không nhỏ thông qua các chiêu trò tạo giá ảo, thổi giá của giới đầu cơ và các cá nhân hành nghề môi giới bất động sản. Bộ Xây dựng chỉ ra rằng, kết quả đấu giá cao bất thường, gấp nhiều lần giá khởi điểm tại một số khu vực của một số địa phương thời gian qua đã tác động ảnh hưởng đến mặt bằng giá nhà, đất đến thị trường cung, cầu nhà ở. Ngoài những nguyên nhân trên, Bộ còn cho biết có nhiều người dân đầu tư, kinh doanh bất động sản nhưng hiểu biết chưa kỹ về các quy định pháp luật mới, chính sách về giá đất, bảng giá đất, hạn chế phân lô bán nền, kiểm soát hoạt động kinh doanh bất động sản, nên dễ bị thao túng tâm lý mua bán theo số đông, theo tin đồn hoặc mua bán theo các chiêu trò tung tin, đồn thổi của giới đầu cơ cũng là một trong những nguyên nhân đẩy giá bất động sản tăng cao. Biến động của nền kinh tế trong thời gian qua liên quan đến thị trường chứng khoán, trái phiếu, vàng đã tác động đến tâm lý của người dân, xu hướng chuyển dịch dòng vốn đầu tư của người dân sang đầu tư nhà, đất là nơi trú ẩn an toàn trong nguồn tiền tích lũy. Bộ Xây dựng định làm gì để giải quyết vấn đề giá nhà, đất tăng? Bộ Xây dựng đề xuất tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật liên quan lĩnh vực bất động sản mới được ban hành để góp phần bình ổn giá nhà, đất. Đồng thời, tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại nhà chung cư và nhà ở phù hợp với nhu cầu, khả năng, thu nhập của đại đa số người lao động có nhu cầu cao về nhà ở có thể tiếp cận. Nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cấp có thẩm quyền có chính sách đánh thuế đối với trường hợp sở hữu, sử dụng nhiều nhà, đất để hạn chế hoạt động đầu cơ. Việc mua đi bán lại nhà ở, đất trong thời gian ngắn để kiếm lời đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế. Và cuối cùng là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản.